Vô qua TV xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị được bình an và mạnh khỏe. Xin gửi đến quý vị một tin tức mới đó là virus gây dịch Covid-19 sống tận 17 ngày trên du thuyền Nhật. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng virus SARS-CoV-2 gây bệnh dịch Covid-19 tồn tại trên khoang tàu Diamond Princess tới 17 ngày, nhiều hơn so với nghiên cứu trước đây. Theo dữ liệu mới được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC công bố hôm 23 tháng 3 cho thấy virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 tồn tại tới 17 ngày trên tàu du lịch Diamond Princess. Điều này cho thấy loại virus này có thể sống sót trên bề mặt lâu hơn so với nghiên cứu trước đây. Đài CNBC đưa tin, nghiên cứu được tiến hành trên tàu Diamond Princess ở Yokohama, Nhật, tàu Grand Princess ở California, Mỹ, cùng thuộc sở hữu của công ty Carnival. Trước đó, hai du thuyền này bị cách ly vì có người trên tàu dương tính với SARS-CoV-2. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy virus trên bề mặt khoang tàu chở cả hành khách bị nhiễm bệnh có triệu chứng và không có triệu chứng. Các virus này sau đó vẫn tồn tại trên bề mặt đến 17 ngày. Nghiên cứu được thực hiện trước khi lực lượng chức năng khử trùng du thuyền. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nói rằng phát hiện này không đồng nghĩa với việc virus SARS-CoV-2 có thể lây lan qua tiếp xúc bề mặt. Trước đó, nhóm nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ CDC, Đại học California tại Los Angeles, UCLA và đại học Princeton cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể sống tới 3 ngày trên bề mặt chất nhựa và thép không gỉ. Tuy nhiên, lượng virus còn lại giảm dần theo thời gian. Nghiên cứu mới cho thấy việc lây nhiễm xảy ra trên nhiều chuyến hải trình của nhiều con tàu. Tính đến ngày 17 tháng 3, có ít nhất 25 chuyến đi của các du thuyền có người bị COVID-19. Một số trường hợp được phát hiện khi tàu đang trên đường đi hoặc sau khi chuyến đi kết thúc, gần một nửa tức 46,5% trong số các bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên tàu Princess Diamond không có triệu chứng khi xét nghiệm. Điều này cho thấy hành khách chưa có triệu chứng dễ lây cho các hành khách khác và nhân viên trên tàu. Tàu thuyền Diamond Princess chở theo khoảng 3.700 người bị cách ly tại cảng Yokohama, Nhật vào ngày 4 tháng 2 sau khi một hành khách trên thuyền lên bờ tại Hồng Kông và được phát hiện đã nhiễm virus. Con tàu nhanh chóng trở thành ổ dịch lớn nhất ngoài Trung Quốc thời điểm đó khi có 712 hành khách và phi hành đoàn cuối cùng bị nhiễm bệnh, 8 người đã tử vong sau khi lên tàu. Du thuyền Grand Princess bị cách ly ngoài khơi California sau khi hai hành khách lên bờ bị phát hiện dương tính với virus. Tổng cộng 78 người trên du thuyền trong hai chuyến đi Mexico và Hawaii bị nhiễm. Tờ The Mercury News dẫn thông báo của CDC cho biết, nhà chức trách đã đưa du thuyền đến cảng Oakland và cho người bên trên tàu lên bờ vào ngày 8 tháng 3 để cách ly 14 ngày đến nay đã hết thời hạn cách ly. Tâm Anh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này. Kính mời quý vị bấm subscribe, đăng ký kênh youtube Việt Qua TV. Kính chúc quý vị mỗi ngày được bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng, kính chào.